Tập truyện vừa Tội ác của Sylvester Bonnard, tác giả Anatole France, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Sau cùng, tôi nhìn gương mặt bà, mặt điềm tĩnh đến mức tôi phát cáu. Bà gái già này không có trái tim, bà để mặt tôi ra đi mà không nói ít nhất một chữ. Ai già, có phải sự vắng mặt của ông chủ già nuôi chẳng đáng gì với bà chăng? Đi đi thưa ông, cuối cùng bà nói, nhưng nhớ trở về lúc 6 giờ tối, hôm nay vào bữa ăn tối, chúng ta có một món bất ngờ. Đáp ngày 10 tháng 11 năm 1859, ngay ở ngoài đường, ông có thể rửa mặt. Tôi hiểu anh bạn, với 3 xu tôi có thể ăn uống và rửa mặt với một lát dưa hấu mà anh bày ra trên chiếc bàn nhỏ. Nhưng những thành kiến Tây Âu đã ngăn tôi thưởng thức vô tư niềm khoái lạc giản dị này. Và tôi múc dưa hấu thế nào đây? Tôi có quá nhiều điều để làm khi đứng giữa đám đông này. Đêm ở Sapda di Porto mới ngời sáng và ồn ào làm sao. Trái cây chất sừng sững thành núi trong các cửa hiệu được đèn lồng nhiều màu soi sáng trong những chiếc lò được nung nóng trong gió lộng, nước bốc khói trong những chiếc nồi to và các món sáng ca hát trong chảo, mùi cá sáng và thịt nóng khiến mũi tôi nhột nhạt rồi tôi hắt hơi. Tôi chợt thấy trong trường hợp này rằng chiếc khăn tay của tôi đã rời khỏi túi áo redingote. Tôi bị xô đẩy, nhấc bổng lên và quay mòng mòng bốn phương tám hướng giữa một đám dân chúng vui nhộn bậc nhất, bà qua số một, nhanh nhẩu và khéo léo nhất trời mà ta có thể tưởng tượng ra. Và đây là một cô nàng trẻ trung nhiều chuyện. Khi tôi thăng phục mái tóc đen lộng lẫy của cô, thì cô đẩy tôi một cái bằng một cú hất vai dẻo dai và mạnh mẽ, khiến tôi lùi ra sau ba bước mà không tổn hại gì. Chỉ rơi vào vòng tay một người đang ăn món mì ống macaroni, anh này vỗ đỡ lấy tôi và mỉm cười. Tôi đang ở Náp, làm sao tôi có thể đến đó với mớ hành lý còn lại không hình thù và tàn tạ của mình? Tôi không thể nói được, vì nguyên nhân là chính tôi cũng không biết nữa. Tôi đã du hành trong sợ sệt triền miên, và tôi cho rằng khi ở trong cái thành phố sáng sủa này, mình có bộ mặt của một con cú dọ ra ngoài nắng. Đêm nay còn tệ hơn, muốn quan sát những phong tục dân gian, tôi đi đến Sada di Porto, mà bây giờ tôi đang có mặt. Quanh tôi, những nhóm người sinh động, chen chúc trước các cửa hiệu thực phẩm, và tôi lềnh bềnh như bèo dạt mây trôi, theo những đợt triều sóng động. Khi sóng nổi lên bề mặt, thì còn mơn trớn tôi nhiều hơn nữa. Vì dân chúng xứ Đáp trong vẻ linh lợi sắc sảo, tôi không biết còn có chút gì đó dịu dàng và phỉnh vờ. Tôi không bị chen lấn, tôi đang được ru êm và tôi biết rằng càng đông đưa qua lại, những người này sẽ ru mủ tôi khi đang đứng. Tôi ngưỡng mộ khi dẫm lên những vuông đá lát bằng chất dung nham của Sada. Những người phu quân giác, những ngư phủ đang đi lại nói năng, hát hò, hút thuốc, khoa tay múa chân, gây gỗ và ôm hôn nhau với nhịp độ nhanh chóng đáng kinh ngạc. Họ vừa sống bằng mọi giác quan, vừa khôn ngoan mà không hay biết, vừa đo đếm mọi lạc thu trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời. Tôi đến gần một quán rượu rất đắt khách và đọc được trên cửa bài thơ tứ tuyệt bằng thổ ngữ xứ Náp. Bạn ơi ăn nhậu cho vui nhé, khi chiếc đèn kia chữa cạn dầu, bên kia thế giới còn ai gặp ai đâu, bên kia thế giới liệu còn chăng quán rượu. Horace chắc cũng khuyên bạn mình những lời lẽ như thế. Bạn là người nhận lời khuyên. Postumus, nàng là người lắng nghe. Leconte, cô gái xinh đẹp nổi loạn, muốn biết hết bí mật tương lai. Tương lai ấy bây giờ thành quá khứ và chúng ta đã biết rồi. Thật ra nàng đã lầm khi tự dằn vặt vì chuyện nhỏ nhoi như thế. Và anh bạn của bạn tỏ ra là người hiểu biết khi khuyên bạn nên khôn ngoan và biết chắc lọc rượu vang Hy Lạp. Nắm chắc hôm nay, chớ tin ngày mai, một mảnh đất tươi đẹp và bầu trời trong trẻo sẽ khuyên ta hưởng những khoái lạc thanh tịnh, nhưng coi những tâm hồn cứ mãi dằn vặt về một nỗi bất bình cao siêu. Đó là những tâm hồn cao quý nhất, nàng thuộc về dạng tâm hồn đó. Le Conway và đến trong bóng xế tà đời tôi, trong cái thành phố chói ngời nhan sắc nàng, tôi tôn kính chào dáng dấp nàng đượm buồn. Những tâm hồn tương tự như nàng hiển hiện trong Kitô giáo là những tâm hồn thánh nữ,
và phép lạ của họ tràn ngập trong quyển truyền thuyết vàng. Ông bạn Oras của nàng đã để lại cho hậu vệ không cao quý bằng mình, và tôi đã thấy một trong những đứa cháu chắc của ông ta trong vai chủ quán rượu và là thi sĩ hiện nay đang rót rượu vào tách dưới bản hiệu thần khoái lạc. Tuy nhiên đời lại hợp lẽ với anh bạn Blaskus, và kiểu triết lý của anh lại có kiểu duy nhất phù hợp với dòng chảy của sự vật. Hãy nhìn giùm tôi, anh chàng khỏe mạnh đang tựa vào tấm lưới mắt cáo phủ đầy cành nho trĩu quả, ăn kem và ngắm ngàn sao. Anh ta sẽ không bao giờ cúi xuống để nhặt một bản thảo dưới tay cũ kỹ mà tôi lặn lội đi tìm một cách nhọc nhằn. Và trên thực tế, con người được sinh ra để ăn kem hơn là để tra cứu những bài văn cổ. Tôi tiếp tục lang thang ở chỗ những người uống rượu và các ca sĩ. Có những cặp tình nhân cắn ngập quả ngọt và ôm tròn lấy nhau, chắc là bản chất tự nhiên của con người là xấu xa. Nhưng những niềm vui xa lạ ấy khiến tôi buồn rầu sâu sắc. Đám đông đó phô bày những sở thích trong đời sống thật ngây thơ, khiến những nỗi thẹn thùng của một lão cạo giấy già như tôi phát quáng. Thế rồi, tôi tuyệt vọng vì chẳng hiểu gì về những lời lẽ đang ngân vang trong không khí. Thật là một thử thách nhục nhã đối với một triết gia. Tôi rất cáu kỉnh khi có vài câu chữ được phát ngôn đằng sau tôi, khiến tôi phải giỏng tay lên. Ông già này chắc chắn là người Pháp. Dimitri, dáng vẻ lúng túng của ông làm em mũi lòng. Anh có muốn em nói chuyện với ông ấy không? Ông ấy còng lưng rồi, anh có thấy không, Dimitri? Những lời lẽ trên được nói bằng tiếng Pháp qua một giọng phụ nữ khiến tôi rất khó chịu. Trước tiên vì tôi bị đối xử như một lão già. Lẽ nào người ta là một lão già năm 62 tuổi? Ngày đó, trên cầu nghệ thuật, bạn đồng nghiệp của tôi là Piero Dafrenac đã khen vẻ trẻ tung của tôi và mấy đồng ý rằng khi tôi nhiều tuổi, có một con quả non tơ hót líu lo trên lưng tôi. Lưng tôi còng, cô ta nói, tôi hơi ngờ vực, nhưng tôi không còn tin gì nữa hết, trừ khi đó là ý kiến của một con nhỏ điên. Chắc chắn tôi không quay đầu lại để xem ai đã nói, nhưng tôi chắc rằng đó là một phụ nữ đẹp. Tại sao? Vì cô ta nói như người có tánh khí thất thường hay một đứa trẻ bị chiều hư. Những cô gái xấu xí cũng thất thường như những cô gái đẹp, nhưng vì người ta không chiều chuộng các cô, nên các cô buộc phải mất đi tính khí ngông nghênh hoặc giấu kín tính cách ấy đi. Trái lại, các cô xinh đẹp tha hồ mà ngông cuồng. Cô láng giềng của tôi cũng thuộc loại người này. Dù sao, khi nghĩ đến điều đó, cô ta đã biểu hiện rất tóm tắt một ý nghĩ tốt lành dành cho tôi, xứng đáng được tôi biết ơn. Những suy tư của tôi mà ý nghĩ cuối cùng trùm phủ lên mọi ý nghĩ khác, nối tiếp nhau trong vòng một giây, và nếu tôi mất cả một phút để nói ra, bởi vì tôi là một nhà văn tồi, vốn là tính chất chung của các triết gia. Cách đây một giây, giọng nói đã im bặt, thì khi quay lại, tôi thấy một phụ nữ xinh xắn, nhỏ nhắn, tóc nâu và rất linh lợi. Thưa bà, tôi nói và nghiêng mình, xin lỗi vì đánh hớ hên ngoài ý muốn của tôi. Dù không muốn, tôi đã nghe điều bà vừa nói. Bà muốn giúp một lão già tội nghiệp. Việc ấy đã được làm xong, thưa bà. Chỉ cần nghe âm điệu một giọng nói Pháp thì tôi đã rất vui thích và tôi cảm ơn bà. Tôi chào thêm lần nữa và định lánh xa, nhưng gót chân tôi trượt lên một mảnh vỏ dưa hấu và chắc cú là tôi phải ôm hôn mặt đất của nước Cộng hòa Nát nếu thiếu phụ không đưa tay ra để đỡ tôi. Trong mọi chuyện, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất, có một sức mạnh mà ta không thể cưỡng được. Tôi đành cam chịu được người phụ nữ lạ mặt bảo vệ. Đã trễ rồi, nàng nói. Ông không muốn về khách sạn sao? Chắc là gần khách sạn mà chúng tôi trú ngụ, hay là cùng một nơi cũng nên. Thưa bà, tôi đáp, tôi không biết là mấy giờ rồi, vì đồng hồ của tôi đã bị đánh cắp. Nhưng tôi nghĩ, cũng như bà, đã đến lúc lui gót, và tôi sung sướng về khách sạn Jane cùng với những người đồng bào rất khách sáo. Nói xong, tôi nghiêng mình thêm lần nữa trước người phụ nữ trẻ, và tôi chào người bạn cùng đi với nàng. Ông này là một người khổng lồ lặng lẽ, dịu dàng và buồn bã. Sau khi đi vài bước với họ, tôi được biết trong rất nhiều thông tin thì đó là hoàng thân và công nương Tripod, và họ vừa hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới để thu thập các hộp chim quẹt cho bộ sưu tập của mình. Chúng tôi đi qua một làng hẹp có nhiều lối đi ngoằn ngoèo, chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn thắp trước hốc tường có bức tranh Đức Mẹ. Không khí trong trẻo và thuần khiết tạo cho bóng tối một nét nhẹ nhàng cao vợi, và người ta cư xử với nhau rất dễ dàng nhờ bóng đêm trong trẻo. Nhưng chúng tôi luồn qua một ngõ hẻm, hay để nói tiếng Đáp,
Sotto Portico là con đường đi qua rất nhiều dòm cong và dưới những ban công lồi ra ngoài thật rộng, đến nỗi không có tia sáng nào từ trên trời lọt xuống. Hướng dẫn viên trẻ của tôi đã đưa chúng tôi đi theo con đường này, vì đó là đường tắt, nàng nói, nhưng cũng là vì, theo tôi nghĩ, để chứng tỏ nàng rành đường xá ở Nap và biết rõ thành phố. Thật vậy, phải biết rõ thành phố để ban đêm dám liều lĩnh đi vào mê cung đường dưới lòng đất và nhiều cầu thang thế này. Nếu có người nào để mình bị dắt đi ngoan ngoãn đến thế, thì đó là tôi. Dante sẽ không theo bước nào Beatrice đầy tinh cảnh hơn tôi, đi theo công nương Trebop. Quý bà này có vẻ thích nói chuyện với tôi, nên nàng tặng tôi một chỗ trong xe của nàng để hôm sau tham quan động Posilip và mộ của Virgil. Nàng tuyên bố với tôi rằng nàng đã gặp tôi ở đâu đó, nhưng nàng không biết có phải là ở Stockholm hay ở Quảng Đông. Trong trường hợp đầu tiên thì tôi là một giáo sư địa chất học rất tao nhã. Trong trường hợp thứ hai, tôi là một thương gia bán thực phẩm được ai nấy đánh giá cao về kỹ năng sống và tánh hay giúp đỡ người khác. Điều chắc chắn là nàng đã thấy cái lưng của tôi ở đâu đó rồi. Cho tôi xin lỗi, nàng nói thêm, chúng tôi đi du lịch không ngừng. Chồng tôi và tôi để thu thập các hộp diêm quẹt và thay đổi nỗi buồn chán bằng cách đổi thay xứ sở. Vậy tốt hơn là chỉ buồn chán một kiểu. Chắc vậy, nhưng chúng tôi thu xếp để đi du lịch. Chuyện đó thuận theo tự nhiên và sẽ là cả một vấn đề nếu chúng tôi phải dừng lại ở đâu đó. Tôi nói với ông điều đó để ông không ngạc nhiên vì ý nghĩ của tôi hơi lẫn lộn trong đầu. Nhưng xa xưa hơn, lúc tôi chợt nhìn thấy ông tối nay, tôi đã cảm nhận, tôi biết rằng mình vừa gặp lại ông. Tôi đã gặp ông ở đâu, đó là vấn đề. Chắc chắn ông không phải là nhà địa chất học, cũng không phải là thương gia bán thực phẩm. Không, thưa bà, tôi đáp, tôi không phải là người thứ nhất hay người thứ hai, và tôi rất tiếc vì bà đã khen ngợi họ. Tôi chẳng có gì cho bà chú ý, tôi đã trải qua cả cuộc đời trong những quyển sách và tôi chưa đi du lịch bao giờ. Bà đã thấy điều đó qua sự lúng túng của tôi, nên bà đã thương hại. Tôi là một thành viên Viện Hàn Lâm. Ông là thành viên Viện Hàn Lâm, nhưng điều ấy rất đáng mến. Ông sẽ viết vài câu vào cuốn album của tôi. Ông có biết tiếng Trung Hoa không? Tôi rất thích ông viết chữ Trung Hoa hay chữ Ba Tư vào album của tôi. Tôi sẽ giới thiệu ông với cô bạn của tôi, cô Phạt Ghi Xong. Cô ấy đang đi du lịch để biết các danh thắng trên thế giới. Cô ấy sẽ vui lắm. Dimitri, anh nghe ông rồi chứ? Ông ấy là thành viên Viện Hàn Lâm và ông ấy trải qua cuộc đời trong sách vở. Hoàng thân gật đầu tán đồng. Thưa ông, tôi nói với ông và cố để làm cho ông hòa nhập vào cuộc nói chuyện. Chắc người ta học được chút gì đó trong sách, nhưng sẽ học được nhiều khi đi du lịch. Và tôi tiếc là đã không đi khắp thế giới như ông. Từ 30 năm nay, tôi chỉ ở trong một căn nhà và không hề đi ra ngoài. Ở trong cùng một căn nhà 30 năm, có thể được sao? Phu nhân Trebop kêu lên. Dần thưa bà, tôi nói với nàng, đúng thật là ngôi nhà này tọa lạc bên bờ sông Sen, tại một nơi lừng danh nhất và đẹp nhất thế giới. Từ cửa sổ, tôi thấy điện Tuileries và điện Louvre, cầu mới, những ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà Paris, những ngọn tháp nhỏ ở tòa án tối cao và mũi tên của nhà nguyện Saint-Sapin. Những viên đá đó đều trò chuyện với tôi, chúng kể cho tôi nghe những câu chuyện từ thời Saint-Louis, chuyện của dòng Valois, chuyện về Henri đệ tứ. Tôi hiểu và yêu những hòn đá đó. Đó chỉ là một góc nhỏ nhưng tràn đầy đức tin, thưa bà, vậy còn gì vinh quang hơn? Lúc này chúng tôi ở trên một quảng trường, một nơi rộng rãi, được tắm mát trong những tia sáng dịu đêm khuya. Phu nhân Trebop nhìn tôi có vẻ lo âu, đôi mày của nàng nhướng lên gần như chạm mái tóc xoăn đen. Ông ở đâu? Thình lình nàng hỏi tôi. Trên bến Malacca, thưa bà, và tôi tên là Bona, tên tôi ít ai biết nhưng đủ để bạn bè không quên tôi. Tiết lộ này dù chẳng có gì quan trọng, nhưng lại tạo một ấn tượng phi thường với phu nhân Trebop. Nàng quay lưng về phía tôi và nắm lấy tay chồng. Đi nào Dimitri, nhanh lên anh, em mệt kinh khủng, còn anh thì không tiến thêm bước nào. Chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi đâu. Còn ông, thưa ông, đường đi của ông ở phía bên kia. Nàng phát một cử chỉ mơ hồ chỉ cho tôi một khu phố nào đó, rồi đẩy chồng theo hướng ngược lại và hét lên với tôi mà không quay đầu lại. Vĩnh biệt, thưa ông, ngày mai chúng tôi không đi đến Polisilip, ngày mốt cũng không. Tôi nhức đầu khủng khiếp, khủng khiếp. Dimitri, em không chịu nổi anh nữa. Anh không tiến thêm bước nào. Tôi vẫn còn ngớ ngẩn.
tìm trong tâm trí mà không thể phát hiện điều gì đã khiến cho phu nhân Thibault khó chịu với tôi. Tôi lạc lối và buộc phải dò dẫm các mặt tiền để tìm đường suốt cả đêm. Còn về chuyện hỏi đường thì tôi phải gặp một gương mặt người và tôi tuyệt vọng vì chẳng thấy ai. Trong cơn tuyệt vọng tôi đi theo hú họa một con đường hay nói đúng hơn là một ngõ cắt cổ kinh khiếp. Có lẽ là vậy, vì sau khi tôi dấn bước vào đó vài phút thì tôi thấy hai người đàn ông đang đau dao. Họ tấn công nhau bằng miệng lưỡi còn nhiều hơn bằng lưỡi dao, và tôi hiểu qua những lời chửi sủa mà họ trao đổi với nhau rằng đó là hai kẻ đang yêu. Tôi thận trọng luồn vào một đường hẻm bên cạnh, trong khi hai anh chàng dũng cảm tiếp tục lo chuyện của mình, không bận tâm chút nào đến chuyện của tôi. Tôi đi phiêu lưu một lúc nữa rồi tuyệt vọng ngồi xuống một băng đá. Ở đó tôi thầm nguyền rủa tánh nết thất thường của phu nhân Trevor. Xin chào ông từ San Carlo về à? Ông có nghe nói về nữ danh ca không? Vì ở Nap người ta mới hát được như cô ấy. Tôi ngước đầu lên và nhận ra ông chủ khách sạn. Tôi đang ngồi trước mặt tiền khách sạn dưới cửa sổ phòng mình. Mont Aclero, 30 tháng 11 năm 1859. Chúng tôi nghỉ ngơi, tôi, các hướng dẫn viên và mấy con la trên đường từ Siaca đến Giersanti trong lữ quán ở một ngôi làng nghèo nàn Monte Aclero mà dân chúng suy kiệt vì sốt rét đang rung lập cập dưới nắng. Nhưng đó vẫn còn là những người Hy Lạp và tính tình vui vẻ của họ khăng cự được mọi thứ. Vài người trong số họ vây quanh lữ quán đầy hiếu kỳ tư vui. Một câu chuyện nếu tôi biết cách kể cho họ nghe chắc sẽ khiến họ quên đi bao điều xấu xa trong đời. Họ có vẻ thông minh và phụ nữ dùng ráng nắng và tàn héo cũng duyên dáng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Tôi thấy trước mình những phế tích màu trắng bị gió biển tàn phá, và trên đó cỏ cũng không mọc nổi. Nỗi buồn hoang mạc thống trị trên mảnh đất khô cằn này, nơi vẫn có bầu vú nứt nẻ hầu như chỉ được nuôi bằng vài cây trinh nữ trụi lá, vài bụi xương rồng và cây cỏ lùn. Cách tôi 20 bước, dọc theo một khe nước có những hòn sỏi trắng phớt như những mẫu xương. Cậu hướng dẫn viên cho tôi biết đó là một dòng suối. Từ 15 ngày nay, tôi ở Sicin đi vào vịnh Ba Lạc mà mở ra giữa hai khối đất khô cằn và hùng mạnh của Pellegrino và Catanfano và khoét sâu dọc theo vùng giỏ sắn ốc vàng. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ nên tôi quyết định đi tham quan hòn đảo này, cao quý vì có nhiều hoài niệm và tuyệt đẹp nhờ có đường nét của những ngọn đồi, trong đó ẩn tàng nguyên tắc của nghệ thuật Hy Lạp. Người hành hương già bạc trắng mái đầu ở Tây Âu Gothic, nay tôi mạo muội phiêu lưu trên mảnh đất cổ điển và dàn xếp như một hướng dẫn viên. Tôi đã đi từ Pa Lạc đến Trapani, từ Trapani đến Selimont, từ Selimont đến Siaca mà tôi vừa rời khỏi sáng nay để đến Giersanti, là nơi tôi phải tìm chỗ ra bản thảo viết tay của tu sĩ Alexandre. Bao cảnh vật tuyệt đẹp mà tôi đã thấy đang hiển hiện rõ trong tâm trí tôi, khi tôi thấy cơn mệt nhọc vào buổi tối là chẳng đáng gì nên không cần mô tả lại. Tại sao phải làm hỏng chuyến du lịch bằng cách gom góp nhiều ghi chú? Các tình nhân yêu nhau thật nhiều chẳng bao giờ viết lại hạnh phúc của mình. Đắm chìm trong nỗi buồn phản phất, hiện nay già thi dị thời quá vãng, tâm hồn được trang hoàng bằng những hình ảnh đẹp và cặp mắt thì tràn ngập những đường nét hài hòa và thuần khiết. Trong lữ quán Monte Aclero, tôi đang nhấm nháp thứ rượu da phớt hồng bốc lửa rất đậm đà thì tôi thấy hai người bước vào phòng ăn chung sau đôi chút ngập ngừng. Đó là ông bà Trevor. Lần này tôi thấy công nương trong vùng ánh sáng, và ánh sáng mới tuyệt làm sao. Khi hưởng thụ ánh sáng ở đảo Sicin, ta hiểu rõ hơn những thuật ngữ của Sophocle. Ôi ánh sáng thanh thiện, ánh mắt của ngài vàng. Phu nhân Trevor mặc một chiếc áo vải mộc và đội nón rơm rộng vành, có vẻ như một phụ nữ xinh xắn 28 tuổi. Cặp mắt nàng là mắt trẻ thơ, nhưng cái cằm đầy đặn của nàng báo hiệu lứa tuổi chín mùi. Tôi phải thú nhận, nàng là một người dễ chịu, nàng quyến chuyển và hay biến đổi. Đó là một làn sóng mà tôi thì không phải là nhà hàng hải, ơn trời. Nhờ đây tôi thấy nàng rất cáu kỉnh, mà tôi đoán theo như vài lời ngắt quãng mà nàng tung ra, làm gì nàng chẳng hề gặp một tên cướp nào trên đường đi cả. Những chuyện này chỉ xảy đến với chúng ta thôi, nàng nói và để hai cánh tay buông thõng xuống đầy vẻ chán nản. Nàng yêu cầu một ly nước đá, liền được ông chủ quán trao cho với cử chỉ giống như cảnh dân lễ vật phúng điếu trong tang lễ được vẽ trên các bình sành Hy Lạp.
Tôi không vội vã ra mắt quý bà này, vốn là người đã nhanh chóng bỏ rơi tôi trên một quán trường Sinap. Nhưng nàng đã thấy tôi ngồi trong góc và cặp mày nhíu lại của nàng đủ cảnh báo cho tôi biết rằng chuyện gặp tôi là rất khó chịu với nàng. Sau khi nàng uống hết một ngụm nước, hoặc là tánh khí thất thường của nàng quay trở lại, hoặc nàng thấy tôi cô đơn nên thương hại, nàng đi thẳng đến chỗ tôi. Chào ông Bona, ông mạnh giỏi thế nào, sự tình cờ nào khiến tôi gặp lại ông trong xứ sở kinh khiếp này? Xứ này không kinh khiếp thưa bà, tôi đáp. Mảnh đất này là đất vinh quang, vẻ đẹp là một điều vĩ đại và uy nghi mà hàng thế kỷ dưới ách bỗng mang sợ cũng không xóa nhòa được, đến mức còn những di tích đáng ngưỡng mộ. Vẻ oai nghi của nữ thần Ceres cổ đại còn bàn bạc trong những thung lũng khô cằn, và nàng thơ Hy Lạp còn ngân vang giọng điệu thần thánh Aretus, và bài Menan còn hát trên tai tôi trên núi trọc và bên suối nguồn cạn khô. Dân thưa bà, khi quả địa cầu của chúng ta không còn người ở và lăn vào không gian như mặt trăng, thì cái thi hài địa cầu nhợt nhạt của mặt đất ôm ấp phế tích Selinon sẽ còn giữ trong cái chết của hoàng vũ chút dấu ấn của sắc đẹp, và ít ra lúc đó sẽ không còn cái miệng phù phiếm nào để mà bán bổ những cảnh tượng cao thượng lẻ loi. Tôi cảm thấy những lời lẽ này lướt qua lý trí của cái đầu nhỏ trống rỗng đang lắng nghe tôi. Nhưng một lão già như tôi đây đã tiêu mòn cả đời trong những cuốn sách nên không biết thay đổi giọng điệu cho hợp thời được. Vả lại tôi sung sướng khi cho phu nhân thay bóp một bài học rằng nàng ta phải biết cung kính. Nàng nhận bài học này với thái độ rất phục tùng và ra dáng thông minh, nên tôi nói thêm thật ngây thơ. Còn về chuyện biết liệu sự tình cờ khiến tôi gặp được bà là vui sướng hay đáng giận thì tôi không chắc, trước khi biết được rằng sự hiện diện của tôi không hề quấy rầy bà. Ngày nọ ở Náp có vẻ như bà đột ngột phát mệt vì có tôi đi cùng. Tôi không nghĩ rằng bản chất gây mất lòng của mình là nguyên nhân của sự thất sủng đó, vì lúc ấy tôi có vinh dự được gặp bà lần đầu tiên trong đời. Những lời này gợi cho nàng một niềm vui không sao giải thích được. Nàng mỉm cười với tôi với dáng vẻ hồn nhiên thật duyên dáng và chìa cho tôi một bàn tay mà tôi áp môi lên. Ông Bona, nàng nhanh nhảu nói với tôi, đừng từ chối nửa chiếc xe của tôi. Khi đi đường ông sẽ nói cho tôi biết về thời cổ đại và tôi thích lắm. Bạn thân yêu, mọi chuyện sẽ theo ý thích của em. Nhưng như em biết, ngồi xe của chúng ta thì rất mệt, nên anh sợ rằng em lại tạo cơ hội cho ông Bona còng lưng khủng khiếp thêm. Phu nhân Trebop lắc đầu để cho thấy nàng không coi trọng kiểu suy nghĩ này. Rồi nàng gỡ nón ra, bóng của mái tóc đen đổ xuống mắt nàng và tắm ánh mắt đó với một làn sương mù mịn như nhung. Nàng vẫn bất động và gương mặt có biểu hiện mơ mộng bất ngờ. Nhưng đột nhiên, nàng nhảy bổ đến chỗ những quả cam mà ông chủ lữ quán mang đến trong một cây sổ, và nàng nhét một quả vào nếp áo dài. Để dành ăn trên đường đi, nàng nói với chúng tôi cùng đi sượt săn ti như ông. Nhưng ông có biết tại sao chúng tôi đến sượt săn ti không? Tôi sẽ cho ông biết. Ông biết rằng chồng tôi sưu tập các loại diêm vẹt. Chúng tôi đã mua 1.300 hộp ở Marseille, nhưng chúng tôi biết có một xưởng ở sượt săn ti. Theo như người ta nói, đó là một xưởng nhỏ làm ra các sản phẩm rất xấu, không ra khỏi thành phố và các vùng phụ cận. Thế là chúng tôi đến sự sang ti để mua những hộp diêm quẹt. Dimitri đã sưu tập nhiều thứ, nhưng chỉ có bộ sưu tập hộp diêm quẹt là khiến cho anh ấy quan tâm. Anh ấy đã sở hữu 5.214 dạng hộp quẹt khác nhau. Có những dạng mà chúng tôi phải bỏ công kinh khủng lắm mới tìm được. Chúng tôi từng biết, chẳng hạn, rằng người ta đã chế tạo ở Náp những chiếc hộp quẹt có chân dung của Mazzini và Garibaldi, và cảnh sát đã tịch thu bản khắc chân dung và bỏ tù nhà sản xuất. Nhờ cố gắng tìm và thăm dò, chúng tôi đã tìm được một trong những chiếc hộp quẹt đó với giá 100 quan, thay vì chỉ có 2 xu. Giá đó không quá đắt, nhưng người ta đã tố giác chúng tôi. Chúng tôi bị xem là những kẻ mưu phản. Người ta lục soát quần áo của chúng tôi, nhưng không tìm được chiếc hộp quẹt mà tôi đã giấu kỹ. Nhưng họ tìm được nữ trang của tôi và mang đi. Họ còn giữ số nữ trang đó. Vụ này đã gây chấn động và chúng tôi đã bị bắt. Cho đến lúc đó tôi thấy thật ngốc nghếch khi sưu tập hộp diêm quẹt. Nhưng khi thấy mình được tự do và được sống thì có lẽ tôi lại yêu thích sưu tập. Bây giờ tôi đã cuồng các loại hộp quẹt rồi. Mùa đông năm tới chúng tôi sẽ đi Thụy Điển để hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Có phải nói không, hơi có cảm tình với các nhà sưu tầm gan lì này.
Chắc hẳn tôi thích thấy ông bà Trepov thu thập các loại đá cẩm thạch cổ đại và bình giá men ở Sicin hơn. Lẽ ra tôi nên thích thấy họ quan tâm đến các phế tích Agrigent và các truyền thống thi dị Eris hơn. Nhưng sau cùng họ đang sưu tập, họ là người cùng hội cùng thuyền, và có lẽ nào tôi lại châm chọc họ mà không châm chọc ít nhiều chính mình. Mặt khác, phu nhân Trepov đã nói về bộ sưu tập của nàng vừa phấn khởi vừa có chút nhạo báng khiến tôi rất vui thích.